tiền thân Kimsukopama, tất cả các con ta. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về kinh Kimsukopama, thí dụ cây Kimsuka. Một hôm, bốn tỷ kheo đi đến gặp Đức Như Lai và xin đề tài thiền quán để tu tập. Bậc đạo sư gợi ý cho các vị ấy về đề tài thiền quán. Họ nhận được đề tài thiền quán sáu xứ, đi về trú xứ của mình. Một vị trong số họ, liễu tri sáu xứ đã chứng quả A-la-hán. Một vị liễu tri năm uẩn, một vị liễu tri bốn đại, một vị liễu tri 18 giới đều chứng quả A-la-hán. Bốn vị tỷ kheo trình lên bậc đạo sư các quả chứng của mình. Khi ấy, một tỷ kheo khởi lên tư tưởng. Những đề tài thiền quán này có khả năng đưa đến Niết Bàn, vì sao tất cả lại đạt được quả A-la-hán? Và vị này hỏi bậc đạo sư, ngài đáp, này các tỷ kheo, sự kiện này có khác gì những người anh em thế cây Kimsuka? Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của họ, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, vua có bốn con trai. Một hôm, họ gọi người đánh xe và nói, này bạn, chúng tôi muốn thấy cây Kimsuka, hãy chỉ cây ấy cho chúng tôi. Người đánh xe nói, lành thay, tôi sẽ chỉ. Nhưng người đánh xe không chỉ cây ấy cho bốn người cùng một lần. Anh ta đem người anh cả lên xe đi vào rừng, và chỉ cây Kimsuka vào thời nó chỉ là một thân cây với các nụ mới mọc, rồi nói, đây là cây Kimsuka. Sau đó, anh ta chỉ cho người thứ hai một cây Kimsuka có lá còn xanh, rồi chỉ cho người thứ ba một cây đang trổ hoa, và chỉ cho người thứ tư một cây Kimsuka đã xanh trái. Sau một thời gian, bốn anh em ngồi với nhau và nói câu chuyện này. Cây Kimsuka giống như cây gì? Một người nói, giống như một khúc cây bị cháy. Người thứ hai nói, giống như cây bàn. Người thứ ba nói, giống như miếng thịt. Người thứ tư nói, giống như cây keo. Họ không đồng ý với câu trả lời của mỗi người, liền đi đến vua cha và hỏi. Thưa phụ vương, cây Kimsuka giống cây gì? Vua cha nói, các con trả lời thế nào? Và họ trình bày với vua cha câu trả lời của mình. Vua nói, bốn con đã thấy Kimsuka, nhưng khi người đánh xe chỉ cây Kimsuka cho các con không phân tích và hỏi. Trong thời gian này, cây Kimsuka giống cái gì? Trong thời gian khác, cây Kimsuka giống cái gì? Do không hỏi vậy, nên các con sinh nghi ngờ. Rồi vua đọc bài kệ đầu. Tất cả các con ta đã thấy Kimsuka, nhưng chính ở nơi đây, cái gì làm con nghi? Không hỏi người đánh xe, cây ấy ở thời nào? Sau khi nêu rõ sự việc, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, giống như bốn anh em ấy, vì không biết phân tích và không hỏi, nên sinh ra nghi ngờ đối với cây Kimsuka. Cũng vậy, các ông đã phát sinh nghi ngờ về chánh pháp này. Rồi bậc chánh đẳng giác đọc bài kệ thứ hai. Như vậy, những kẻ nào thiếu hiểu biết chánh pháp, cũng phát sinh nghi ngờ đối với các chánh pháp, giống như các anh em với cây Kimsuka. Khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân. Bấy giờ, vua Ba La Nại là ta vậy. 249. Chuyện con khỉ Salaka, tiền thân Salaka. Con là con độc nhất. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một đại trưởng lão có danh tiếng. Vị này đã truyền giới xuất gia cho một chàng trai và đã hành hạ người ấy. Sa đi này không chịu nổi sự hành hạ, bèn hoàn tục. Trưởng lão ấy đến và dỗ dành. Này chàng thanh niên, y của con sẽ là của con, bác của con sẽ là của con, y và bác của ta ấy cũng sẽ trở thành y và bác của con. Hãy xuất gia. Chàng thanh niên nói, con không muốn xuất gia. Nhưng vị trưởng lão nói đi nói lại mãi, nên cuối cùng thanh niên ấy xuất gia.
Khi thanh niên ấy trở lại với tăng chúng, trưởng lão ấy bắt đầu hành hạ anh ta như trước. Thanh niên ấy không chịu nổi sự hành hạ, liền từ bỏ tăng chúng một lần nữa, và dầu được yêu cầu nhiều lần, anh ta vẫn nói: "Ông không chịu nổi tôi, và cũng không chịu nổi không có tôi. Hãy đi đi, tôi không muốn xuất gia." Các tỷ kheo ngồi tại chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện này: "Thưa các hiền giả, chàng thanh niên ấy thật có tâm bén nhạy. Anh ta biết được tâm tánh của đại trưởng lão này nên không xuất gia lại." Bậc đạo sư đến và hỏi: "Này các tỷ kheo, nay các ông họp ở đây và bàn đến chuyện gì?" Khi nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay thanh niên ấy có tâm bén nhạy, lúc trước anh ta cũng như vậy rồi. Một lần anh ta thấy được lỗi lầm của người ấy nên không chấp nhận người ấy nữa." Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Kamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình một người điền chủ. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát sống bằng nghề buôn bán lúa gạo. Một người khác làm nghề dụ rắn, đã dạy một con khỉ, bắt nó uống thuốc giải độc, rồi cho nó chơi với một con rắn và sống với nghề ấy. Vào ngày hội vui chơi được tổ chức, người dụ rắn muốn tham dự cuộc vui, liền giao con khỉ cho người buôn gạo này và dặn: "Chớ sao lãng nó." Sau khi vui chơi, đến ngày thứ bảy anh ta trở về, đến nhà người bán gạo và hỏi: "Con khỉ ở đâu?" Con khỉ nghe tiếng nói của chủ, mau chóng từ nơi tiệm bán gạo đi ra. Lập tức người chủ lấy que đánh nó trên lưng, đưa nó vào giường, trói nó một bên và nằm ngủ. Ngay khi con khỉ biết người ấy đã ngủ, nó liền tự cởi trói, bỏ trốn và leo lên một cây xoài. Nó ăn trái xoài chín, rồi liệng hột xoài trên thân người dụ rắn. Anh ta thức dậy nhìn lên, thấy con khỉ liền nghĩ: "Với lời dịu ngọt, ta sẽ dụ dỗ con khỉ ấy xuống và sẽ bắt nó." Vì vậy anh ta đọc bài kệ đầu: "Con là con độc nhất, ta là chủ nhà ta. Hãy từ cây leo xuống, hỡi con Salaka. Này con hãy về nhà, hãy chung sống với cha." Nghe vậy, con khỉ đọc bài kệ thứ hai: "Phải chăng ông quá biết tâm tôi là thế nào? Chính ông đã đánh tôi với cây gậy bằng tre. Tôi vui sống rừng xoài, có trái cây chín mùi. Hãy đi về nhà ông, vậy tôi xin từ biệt." Khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, con khỉ là Sa Đi ấy, người dụ rắn là trưởng lão này, và người buôn lúa gạo là ta vậy. 250. Chuyện con khỉ. Tiền thân Kapi. Ẩn sĩ này vui thích. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo lừa đảo. Tánh lừa đảo của vị này được các tỷ kheo biết rõ. Tại chánh pháp đường, họ bắt đầu nói câu chuyện này: "Này các hiền giả, tỷ kheo ấy sau khi xuất gia trong giáo pháp giải thoát của Đức Phật, lại đầy những hành vi lừa đảo." Bậc đạo sư đến và hỏi: "Này các tỷ kheo, các ông họp ở đây đang luận bàn vấn đề gì?" Khi nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay kẻ ấy mới lừa đảo, mà thuở trước cũng đã như vậy rồi. Chỉ vì muốn hơi lửa mà khi còn là con khỉ, nó đã lừa gạt." Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Kamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn ở nước Kashi. Khi Bồ Tát đến tuổi trưởng thành và đã có một con trai biết chạy chơi, thì bà vợ, một nữ Bà La Môn, mệnh chung. Bồ Tát ẵm con trai đi vào Hy Mã Lạp Sơn xuất gia làm vị ẩn sĩ, cùng con trai hành trì khổ hạnh và sống trong một chòi lá. Trong mùa mưa, khi mưa rơi không dứt, một con khỉ bị lạnh bức bách đi lang thang, rằng đánh cướp và run cầm cập. Bây giờ, Bồ Tát mang về một đống củi lớn, đốt lửa, nằm trong giường nhỏ. Đứa con trai ngồi bóp chân cha.
con khỉ ấy tìm được áo choàng của một người tu khổ hạnh đã chết, liền quấn vào đắp lên vai. Nó cầm cái gậy và ghè nước trong cái áo của ẩn sĩ. Nó đi đến chòi lá. Vì muốn được hơ lửa, nó đứng tại đấy, giả dạng một ẩn sĩ. Cậu bé tu khổ hạnh thấy nó, liền nói với cha. Này cha thân, có một nhà tu khổ hạnh đang đứng, bị lạnh bức bách đang run cầm cập, hãy gọi vị ấy đến để hơ lửa. Rồi cậu đọc bài kệ đầu. Ẩn sĩ này vui thích, an tịnh và chế ngự, nay đang đứng run rẩy, ướt át và lạnh lẽo. Hãy mời vị ấy vào trong nhà của chúng ta để chế ngự cơn lạnh và tất cả khổ đau. Bồ Tát nghe con nói liền đứng dậy nhìn, biết nó là con khỉ, bèn đọc bài kệ thứ hai. Nó không phải ẩn sĩ, vui an tịnh chế ngự, nó chỉ là con khỉ, tìm ăn giữa cành cây, nó thuộc loài độc ác, sân hận và tham lam, nếu để nó vào đây, nó làm bẩn nhà này. Nói vậy xong, Bồ Tát lấy một que lửa, dọa con khỉ và đuổi nó chạy. Con khỉ vội leo lên, và dầu nó có ưa thích hay không ưa thích rừng núi, nó cũng không bao giờ trở lại chỗ ấy nữa. Còn Bồ Tát làm sanh khởi các thánh trí và các thiền chứng. Ngài dạy cho cậu thanh niên khổ hạnh ấy một đề tài thiền quán và giúp cậu tu tập thiền quán, và cậu cũng làm phát khởi các thánh trí và các thiền chứng. Cả hai không bao giờ thối thất tiền định, nên sau khi mạng chung được sanh lên phạm thiên giới. Bậc đạo sư thuyết pháp thoại này và nêu rõ. Này các tỷ kheo, người này không phải chỉ nay mà tổ xưa cũng đã lừa đảo. Sau đó, Ngài thuyết giảng các sự thật. Lúc chấm dứt bài giảng, một số đắc quả dự lưu, một số đắc quả nhất lai, một số đắc quả bất lai. Và bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, con khỉ là tỷ kheo lường gạt này. Chương 3 Phẩm Sankappa 251 Chuyện dục tầm Tiền thân Sankappa. Không có người bắn cung. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo thối thất tinh tấn. Nghe nói, một thiện nam tử trú ở thành Xá Vệ, do lòng tin Pháp nên đã xuất gia. Một hôm, đi vào thành Xá Vệ để khất thực, vị ấy thấy một nữ nhân trang điểm đẹp đẽ, ái dục khởi lên trong tâm, giờ vị ấy không còn hoan nghỉ trong nếp sống xuất gia.